Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Bình. Quý vị và các bạn thân mến, một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ là điều mà ai cũng mong muốn. Để đạt được mục tiêu ấy, thực ra không có gì là cao xa cả. Nó hoàn toàn nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Xưa kia, có một bà cụ thường hay ủ rũ khi nghĩ đến hai người con ở xa. Trời mưa thì bà nghĩ đến người con bán dép rơm bị ế ẩm vì không ai mua dép rơm trời mưa cả. Trời nắng thì bà lại nghĩ tới đứa con bán dù vì ai lại mua dù mùa nắng. Hàng xóm thấy vậy xuống vào khuyên bà hãy nghĩ ngược lại. Có nghĩa là trời nắng thì nghĩ tới người con bán dép rơm được đắt hàng, còn trời mưa thì nghĩ tới đứa con bán dù không còn hàng để bán. Bà cụ nghe theo và từ đó sống thật vui vẻ. Bạn biết không, đời sống vui hay buồn nhiều khi không phải là do những cái việc bên ngoài, mà lại tùy thuộc vào suy nghĩ và cách sống của chúng ta. Hạnh phúc không phải ở chỗ có nhiều tiền tài hay không, mà là chính tâm bạn có thể không bị ràng buộc bởi những thứ đời thường hay không. Cuộc đời này thật sự rất ngắn ngủi, chẳng mấy chốc mà bạn đã đi tới cuối con đường, bạn chẳng có cơ hội để làm lại. Vì thế, đừng lãng phí thời gian để làm những chuyện vô bổ. Sau đây là 10 thứ không đáng để bạn bận tâm trong đời mình. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem và học cách buông bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của bản thân nhé. Cuộc sống vốn đã phức tạp, nhưng con người lại thường khiến chúng phức tạp hơn. Với các lựa chọn, quyết định và hành động khác nhau, đôi khi chúng ta cố chấp làm những thứ còn chẳng đáng một xu trong đời mình. Thứ nhất, đừng cố làm công việc khiến bạn khổ sở. Bạn khổ sở vì công việc, nhưng lại không dám bỏ vì cần tiền. Bạn đã thử nhưng không thành công. Điều này khiến bạn nghi ngờ giá trị của chính mình. Buông bỏ một điều gì đó không hề dễ dàng, nhưng bạn phải thử bằng mọi giá. Bởi lẽ bạn chính là người đang khổ sở hơn ai hết. Thứ hai, tránh xa những mối quan hệ không làm bạn hạnh phúc. Đừng kết hôn chỉ vì bạn cần một người trông coi nhà cửa hay cần một trụ cột trong gia đình. Cuộc đời như thế chẳng đáng sống chút nào. Nếu cần lau dọn nhà cửa, hãy thuê giúp việc. Nếu cô đơn, hãy nuôi một con chó. Bạn đời phải là người thắp lửa trong lòng bạn, là đồng minh thân cận nhất cùng bạn xây dựng mái ấm và tương lai. Nhiều người chỉ kết hôn cho xong mà không có tình yêu hay hạnh phúc. Như vậy chỉ khiến cả hai trở thành kẻ thua cuộc, chỉ là không ai dám nói ra. Vì thế, bạn cần suy nghĩ thật kỹ trước khi bước chân vào hôn nhân. Thứ ba, đừng suy nghĩ quá nhiều. Giây phút bạn hoảng sợ và căng thẳng vì những thứ ngoài tầm kiểm soát cũng là lúc bạn đánh mất giá trị của mình. Hầu hết, mọi người đều quá bận tâm đến hai chữ giá như, đến mức chẳng thể làm được gì. Bạn cần hiểu rằng cuộc sống là hữu hạn và bạn chỉ có từng đó cơ hội. Bạn không thể sống mãi, cũng chẳng thể lấy lại vị trí như ngày hôm nay. Vì thế, khi cơ hội đến tay, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy trở nên quyết đoán và hành động ngay lập tức. Thứ tư, bỏ thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. Ngạn ngữ có câu, khi ăn, hãy coi thức ăn là thuốc, nếu không bạn sẽ phải uống thuốc như thức ăn. Bạn có thể ăn một vài miếng pizza hoặc một chút đồ tráng miệng, nhưng đừng coi chúng là đồ ăn. Đồ ăn phải là những thứ giúp cơ thể bạn hoạt động khỏe mạnh. Đến một lúc nào đó, cơ thể bạn sẽ phát đi tín hiệu rằng những thứ đồ ăn vặt này không còn phù hợp với bạn nữa. Nó sẽ bắt bạn phải nói lời tạm biệt với những thứ này. Và quá trình đó thực sự không đáng thời gian bạn bỏ ra. Vì vậy, hãy hạn chế ngay từ bây giờ. Thứ năm, từ bỏ việc chờ đợi một cơ hội hoặc thời điểm tuyệt vời. Mọi người thường nghĩ rằng ở đâu đó trong tương lai sẽ có một lúc mà các hành tinh đều thẳng hàng, mọi cánh cửa đều bật mở, mọi thứ trở nên hoàn hảo và họ có thể thực hiện hóa mọi giấc mơ của mình. Tuy nhiên, ngày đó sẽ không bao giờ tới. Thời gian tuyệt vời nhất để bạn hành động là chính lúc này.
Bạn càng làm sớm bao nhiêu thì bạn sẽ càng hưởng lợi nhiều. Thời điểm hay cơ hội tuyệt vời, tất cả là do bạn tự tạo ra. Vì thế, đừng cố gắng theo đuổi một viễn cảnh chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của bạn. Thứ 6, đừng bao giờ oán giận. Bạn thừa biết việc gì là vô ích. Phá hủy mối quan hệ của mình với những người thân yêu chỉ vì giận hờn vu vơ. Chính lòng tự tôn và cái tôi đã ngăn cản bạn thừa nhận sai lầm của mình, cũng như không cho phép bạn tha thứ cho những người khiến bạn đau. Chúng ta đã thấy quá nhiều trường hợp gia đình tan vỡ, mọi người từ mặt nhau chỉ vì những vụn vặt trong cuộc sống. Đừng để cảm xúc thao túng số phận của bạn bằng cách che mờ các phán đoán. Thay vì cứ níu giữ các oán hận không đáng một xu, hãy buông bỏ chúng sớm để tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Thứ 7, đừng nuối tiếc quá khứ. Đừng cố gắng nhìn lại quá khứ, vì nó đã ở lại đằng sau bạn rồi. Dù xuất phát điểm của bạn như thế nào, bạn cũng đã bước đi, thay đổi, phát triển, biến hóa để trở thành như ngày hôm nay. Nhìn lại quá khứ cũng chẳng để làm gì, khi bạn chẳng thể thay đổi được những điều đã xảy ra. Hãy bỏ quá khứ sang một bên và viết tiếp tương lai của chính mình. Trong giây phút này, bạn có thể chọn để trở thành một con người mới khác hoàn toàn ngày hôm qua, một phiên bản tốt hơn của chính mình. Bạn có thể làm được điều này bằng cách bỏ lại quá khứ không còn giá trị gì. Thứ 8, từ bỏ việc sống một đời tầm thường. Nếu bạn sống chỉ để trở nên tầm thường thì quả thực là không đáng, vì bạn có thể phát triển nhiều hơn thế. Vậy mà vẫn có rất nhiều người lại chọn cách sống một đời tầm thường thay vì phát huy khả năng của mình. Tầm thường chẳng khác nào một loại tội lỗi. Bạn được trao cho một cuộc đời tuyệt diệu, đầy những cơ hội và tiềm năng. Nhưng rốt cuộc bạn đã làm gì? Bạn muốn vứt bỏ tất cả chỉ để trở thành con người tầm thường hay sao? Thứ 9, đừng sợ thay đổi. Thay đổi là một phần đẹp đẽ của cuộc sống. Xung quanh ta, cuộc sống cũng luôn luôn vận động và thay đổi mỗi ngày. Vậy mà vẫn có những người e sợ sự thay đổi. Họ không muốn bản thân phải thay đổi thích nghi với những biến đổi của thế giới mới. Họ sợ dệt trước những điều chưa biết. Tuy nhiên, sự thực là thay đổi không đáng để bạn sợ. Đừng bao giờ sợ cuộc sống biến hóa không ngừng. Hãy biết sợ cảm giác bị mắc kẹt trong quá khứ. Thứ 10, buông bỏ thể diện. Nhiều người sống mệt mỏi vì họ không thể buông bỏ được điều này. Cái gọi là sự phù phiếm, thể diện bên ngoài không phải là giá trị cuộc sống. Những người thực sự khôn ngoan sẽ không quan tâm quá nhiều đến giữ thể diện cho mình. Họ sống vì chính mình, không sống trong mắt người khác. Khi bạn biết cách bỏ qua thể diện, không còn coi trọng những ảo tưởng gì đó, bạn có thể nhận được nhiều thứ quý giá hơn, và cuộc sống của bạn sẽ bước vào một cảnh giới cao hơn. Bạn thân mến, đã bao giờ bạn hỏi vì sao chúng ta không hạnh phúc? Kỳ thực, hạnh phúc không đến từ việc đạt được, mà đến từ việc có buông bỏ hay không. Nói cách khác, nếu chúng ta không biết cách trân quý thì dẫu ôm giữ cả núi vàng cũng không thể cảm thấy an vui. Hạnh phúc của đời người thực ra rất đơn giản. Nó chính là một loại cảm giác, một loại niềm vui trong tâm trí mà mỗi người đều có cho riêng mình. Sau đây, bạn và tôi, chúng ta hãy cùng đi khám phá bí mật để làm nên hạnh phúc nhé. Nó ở rất gần bạn mà bạn không nhận ra đấy thôi. Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy tiền làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất khổ. Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy con cái làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất mệt mỏi. Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy tình yêu làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất đau thương. Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy ganh đua, so sánh làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất buồn khổ. Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy tha thứ làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất hạnh phúc.
Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy biết đủ làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất khoái hoạt vui vẻ. Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy biết ơn làm trung tâm thì người đó sẽ sống vô cùng lương thiện. Có những lúc, đơn giản là hạnh phúc. Hạnh phúc là điều thật đơn giản. Khổng Tử cho rằng, có thể thường xuyên luyện tập và thực hành những gì học được, đó chẳng phải là việc đáng vui mừng sao? Có bạn bè tâm đầu ý hợp, cùng chung chí hướng, đó chẳng phải là việc đáng vui mừng sao? Với Trang Tử, niềm vui tột bậc là không ham niềm vui thế tục, vinh dự tột bậc là không hưởng vinh dự thế tục. Chí lạc vô lạc, chí dự vô dự. Còn nhà triết học Hy Lạp cổ đại Epicurus từng nói: hạnh phúc chính là cơ thể không đau đớn và tâm hồn không rối loạn phiền nhiễu. Chúng ta đều truy cầu hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là một lời nói tử tế, một cái nhìn dịu dàng của người ta yêu thương. Cửa hồng ngọc bích vẫn như xưa, một đôi vỏ ốc buộc song thưa. Làn sóng mùa thu đưa ánh mắt, vạn hộc minh châu vẫn còn thua. Hạnh phúc là sự tương phùng của những người bạn cũ, là miếng cơm đạm bạc với chén trà đơn sơ, hay cũng có thể chỉ là một cuộc trò chuyện vui vẻ. Đêm mưa cắt ngọn hẹ non, cơm kê mới nấu hãy còn hơi bay. Chủ răng gặp mặt khó tay, mười chung một lượt uống ngay mới vừa. Hạnh phúc là được ăn bánh bao do chính tay mẹ làm, được nghe những lời răn dạy khuyên nhủ ấm áp từ cha. Vô tận tấm lòng mẹ, mừng về kịp dẫu xa, mũi kim dày áo rét, dấu mực mới thư nhà. Thấy mặt thương gầy guộc, gọi con hỏi thiết tha, làm con ấp úng thẹn, khổ chẳng dám kêu ca. Hạnh phúc là được ở cùng người mình yêu, quây quần bên những đứa trẻ, cảm nhận được tình thương và sự ấm áp của gia đình. Sớm dắt vợ già lên thuyền nhỏ, chiều coi bầy trẻ tắm sông trong. Hạnh phúc cũng chính là cảm giác bình an trong tâm, không cần so sánh danh lợi với người, mà chỉ tìm kiếm sự an vui của bản thân. Bạn sẽ thấy hạnh phúc chính là thành công lớn nhất. Cất nhà trong cảnh nhân gian, ngựa xe chẳng vướng bụi trần vào đây. Hỏi ông sao được như vậy, tâm hồn cao xa, đất này hẹp thôi. Rào đông hái cúc chiều nay, xa trông thấy núi nam ngay trước nhà. Đẹp thay sắc núi chiều tà, đàn chim về tổ la đà cánh bay. Bao chân ý cảnh sắc này, muốn tìm ngôn ngữ giải bày lại quên. Hạnh phúc là niềm vui và hài lòng thực sự. Bởi nếu chưa trải qua nỗi đau sâu sắc thì chúng ta cũng không biết được vui sướng hạnh phúc là gì. Cửa kiếm loan tin thu kế bắc, vừa nghe áo đã đẫm lệ mừng. Lặng ngắm vợ con sầu tiêu tán, vội thu sách vở chí phát cuồng. Thái bình ca ngợi nên mừng rượu, thời trẻ đến bên lại cố hương. Nay ba giáp, mốt qua vu giáp, vượt tương dương rồi thẳng lạc dương. Hạnh phúc là một loại tâm thái, một sự lựa chọn. Chỉ cần cuộc sống của bản thân trở nên vui vẻ, tâm hướng tới mặt trời thì cuộc sống sẽ luôn tươi sáng. Trong luật ngữ có câu: một giỏ thức ăn, một bầu nước, trong con ngõ hẹp, người đời không chịu nổi ưu sầu, nhưng vẫn không thay đổi niềm vui của mình. Hạnh phúc cũng là một quá trình chờ đợi. Có câu rằng, hạnh phúc cũng giống như con bươm bướm, nếu cứ rượt bắt thì sẽ thất bại, nhưng chỉ cần ngồi lặng lẽ, bướm sẽ tự đến bên ta. Nhà nhà mưa nhẹ, tiết mai vàng, xanh cỏ bờ ao nhạc ếch vang. Cái hẹn nửa đêm trôi mất hút,
quân cờ thưa gõ, bức đèn tàn. Hạnh phúc có thể là niềm vui của thân xác, là được sống đầy đủ, ấm no. Mong người no đủ hát ca, chẳng quản khó nhọc bước ra giúp đời. Hạnh phúc cũng có thể là niềm vui tinh thần, là cất vang tiếng hát, ngâm thơ, chơi cờ, viết thư pháp, du ngoạn khắp thế gian. Gió tùng tà áo phất phơ, tiếng đàn dưới nguyệt tỏ mờ non cao. Lý cùng thông tỏ nhường nào, giọng ca ngư phủ lọt vào bến xa. Hạnh phúc cao nhất là hạnh phúc của tâm hồn, đó là cho đi và cống hiến, là biết rằng sự tồn tại của bạn khiến người khác vui vẻ. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Hạnh phúc là những sự việc rất tự nhiên trong cuộc sống, không phân biệt giàu nghèo, trên dưới hay quyền thế. Thềm tranh thấp nhỏ, bên suối cỏ xanh xanh, chênh choáng giọng ngô đang thủ thỉ, đôi vợ chồng già ai đó, cậu cả sới đậu khe đông, cậu hai đang kết đan lồng. Nghịch ngợm nhất đời cậu út, gương sen nằm nhá đầu sông. Hạnh phúc là biết cách chia sẻ để nhân đôi niềm vui. Trong Lương Huệ Vương Hạ, Mạnh Tử viết: vui một mình, vui với người, cái nào vui hơn? Chỉ bằng vui với người. Vui với ít người, vui với mọi người, cái nào là vui hơn? Chỉ bằng vui với mọi người. Làm thế nào để có được hạnh phúc? Hãy từ bỏ hận thù, tránh xa những phiền não, sống đơn giản, coi nhẹ danh lợi, biết suy nghĩ cho người khác, mỉm cười cởi mở, để trong tâm chất chứa yêu thương. Hạnh phúc rất đơn giản, và hết thảy bí mật của nó đều nằm trong tâm của bạn. Quý vị thân mến, thời gian chỉ có vô tình, còn tâm người mới là hữu ý. Khi thời gian trôi đi đủ lâu, tâm tình, suy nghĩ của ta cũng vì thế mà thay đổi. Đến khi cảm xúc của ta được lắng lại, tâm thức có thể có chút bình yên, thì lúc ấy có thể bao dung, cởi mở mà buông xuống những buồn phiền, oán giận khi xưa. Nhìn lại cuộc đời như gió thoảng mây bay không thể nắm giữ được, thì bỗng nhiên không còn muốn cố chấp nữa. Bởi vậy, không phải là thời gian có thể chữa lành những vết thương lòng, mà là do chính cái tâm bạn đến lúc nào mới chịu buông xuống mà thôi.